À, xin chào vị trả lời chương trình trực tiếp TV. Thì sau khi mà ông Trung tướng Tô Ân Sô đã cho báo giới biết cái thông tin vào ngày 18 tháng 12 năm 2021 về cái việc mà Bộ Công an của Việt Nam, cụ thể là cơ quan cảnh sát điều tra, đã tổ chức đấu tranh với cái chuyên án về cái đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất rồi kinh doanh cái bộ trang thiết bị y tế, hay còn gọi là bộ kit test về COVID-19, đã xảy ra tại cái công ty cổ phần công nghệ Việt Á, hay còn cái tên viết tắt là công ty Việt Á, và rất là nhiều những cái đơn vị và những cái cá nhân và những cái nhà thầy thuốc nữa liên quan nữa. Thì đây là cái vụ án rất là lớn, và trong những ngày vừa qua khi mà thông tin này được đưa ra đã tạo dậy sóng của dư luận. Có thể nói là dư luận trong suốt cái quá trình mà gọi là chống COVID-19 ở trong Việt Nam, ai cũng phải quằn mình hết, và quá nhiều người phải trải qua những cái sự vất vả, những cái sự hy sinh và rất nhiều những cái sự mất mát nữa. Và đến bây giờ cái dư chấn của nó còn gây đến cái nền kinh tế, gây đến cái sự mà khó khăn của rất là nhiều người. Và trong đó chúng ta thấy rằng trong cái vụ án này đó, thì báo chí cho biết rằng những người mà thủ ác đó, họ đã thu lợi bất chính, thậm chí là họ có những cái thu nhập lên tới 4.000 tỷ đồng tiền Việt Nam, và nó có liên quan đến 62 các cái tỉnh thành luôn. Thì đây là cái vụ án cực kỳ lớn. Có thể nói rằng công ty Xuyên Á là một công ty nào, và tại sao lại được đấu thầu? Bởi vì trong cái điều kiện khẩn thiết, trong điều kiện mà gọi khẩn thiết như cái trường hợp mà dịch bệnh thiên tai, thì người ta vẫn có thể là không thông qua đấu giá và có thể là chỉ định thầu, và bằng cái cách rất là khác nhau. Có thể nói rằng những cái bị cáo trong cái vụ án này, như là cái công ty Việt Á đó, họ có thể làm họ bằng cái kiểu là đưa những cái bộ kit test đó về cho các địa phương, rồi cho những cái cơ quan y tế, cho các cái bệnh viện, để rồi cuối cùng đó thì họ đã đạp dò đạp cẳng với những cái quan chức nằm trong cái lĩnh vực y tế, và để mà cấu kết để mà nâng cái giá đó lên, rồi thu lợi bất chính rất là nhiều so với cái giá gốc của những cái bộ mà kit test á, mà mua từ cái gốc á, nó trên là rất là nhiều. Và chính vì vậy thì có một cái sự ăn chia, có một sự lót tay lót chân, hay là có những cái sự bôi trơn để mà giúp cho cái quá trình này nó trơn tru, và họ đã ăn như vậy trên xương máu của đồng bào, trên xương máu cái niềm đau khổ của rất là nhiều người, và ăn trên cái quỹ về cái ngân sách nó rất là cồm cõi của Việt Nam, nhất là trong cái đại dịch. Thì chúng ta thấy là những cái điều này là những cái tội ác rất là đại trời. Có thể nói rằng trong tất cả những cái vụ án tham nhũng đó, thì đây là cái vụ án có thể nói là nhẫn tâm nhất, cái vụ án mà nó bị người dân á, họ lên án nhiều nhất. Trong những cái vụ thất thoát khác, những cái vụ mà sai lầm khác, những cái vụ mà lãng phí khác của những cái tập đoàn, có thể là cái số vốn có thể là lên hơn, lớn hơn, tuy nhiên đó thì nó nằm trong cái việc mà họ quản lý kinh tế hơi yếu kém, hoặc là vì những cái vấn đề trục lợi hay vấn đề cá nhân khác. Tuy nhiên thì những cái điều đó nó không có ảnh hưởng mang tính chất là xã hội rộng lớn, giống như những cái vụ kit test như thế này. Người ta thấy là cái dư chứng trong xã hội đó, trong cái mùa dịch, nhiều người vì cái việc phải di chuyển, phải đi làm, phải đi giao hàng, phải đi làm shipper đó, rồi cũng phải bị bắt đi test. Test thì những cái bộ test sẽ được tính giá rất là đắt, thay vì chỉ có vài chục ngàn đồng thôi thì họ có thể tính được vài trăm ngàn, 200-300 ngàn. Một cái người shipper chạy xe ôm một ngày được bao nhiêu tiền? Và nhiều người họ di chuyển, họ làm công nhân, họ bây giờ họ phải về quê, họ phải có công việc, phải đi nơi này nơi khác, bắt họ phải thọt vào mũi, kinh doanh bằng cái cách là ngoái mũi người khác để rồi tạo ra cái thu nhập như vậy. Thì những cái kẻ này phải nói rằng ai cũng mong muốn rằng khi mà ra tòa nó phải xử những bản án rất là nặng, và tất cả những người nào mà nhúng tay nhúng chàm vào trong cái đường dây này cần phải lôi ra ánh sáng hết. Và người ta biết rằng cái vụ án này, nếu như mà cái phong trào mà đốt lò nó đi tới nơi đó, thì cái số lượng bị cáo sẽ rất là lớn, không không phải là nhỏ đâu, theo cái nhận định chung là như vậy. Bởi vì địa phương nào, cơ quan nào, rồi có hay không cái sự mà giúp sức rất là nhiều hình thức, tại sao người ta tạo ra những cái quy định như vậy, thì nó có phải là trong sáng hay không? Và bây giờ thì tại trước đây đó thì nói rằng phải ngoái mũi,
phải xét nghiệm thường xuyên mà gần như là bắt buộc thì để chi, nếu mà bắt buộc thì phải sử dụng rất là nhiều các bộ test và lấy từ ngân sách ra để mà làm. Rồi nếu như mà người dân làm thì người dân cũng phải thông qua những cái cơ quan, thông qua các cái bệnh viện, và họ cũng tính giá là mấy trăm ngàn đồng. Cho nên là chúng ta thấy rằng gần như là mình phải mua của họ thôi, không thể mà tự do. Giống như bây giờ thì sau khi mà người ta lên án quá trời, bắt đầu mới đa dạng hóa hơn, và người ta thấy rằng những ngày vừa qua đó nhiều người họ chủ động họ mua và họ tự kiểm tra cái sự nhiễm Covid của mình và với cái giá rất là thấp. Đây là cái điều mà nó có một cái sự sai sót, hay là nó có một cái sự thiếu chặt chẽ ngay từ trong cái giai đoạn đầu tiên, và cái vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đây là Bộ Y tế như thế nào. Chắc chắn là trong cái vụ này đó, người ta truy tìm ra, người ta sẽ quy kết trách nhiệm của khá nhiều các cái cơ quan. Tại sao cái từ đầu người ta lại rất là sốt sắng trong cái việc là lùa dân đi chích và kêu nhiều cái địa phương và những cái người mà nằm ở trong cuộc đó, và họ cứ nói rằng đây giống như là một cái giải pháp bắt buộc là phải phải test, phải đi ngoái mũi người khác. Trong khi đó nhiều nước ngay tại Hoa Kỳ họ cũng không làm như vậy, ngay tại châu Âu nhiều nước cũng không làm như vậy. Hàn Quốc thì họ làm, nhưng mà Hàn Quốc họ làm trong khi cái giá một cái test của họ thì nó khác ở Việt Nam, và họ đa dạng hóa hơn, không phải như là trong cái Việt Nam. Việt Nam thì lúc đầu nói rằng để cho miễn phí hoàn toàn, nhưng mà thật ra có miễn phí đi nữa cũng phải lấy từ ngân sách, và ngân sách vẫn phải trả cho những cái kẻ đầu nậu như thế này. Và có thể nói rằng đây là cái vụ nó quá chấn động. Và người ta xét nghiệm đó, hôm rồi thì đã bắt và coi như là khám xét cái doanh nghiệp sản xuất và cung ứng cái bộ kit test PCR lớn nhất của Việt Nam. Thì bước đầu có thể nói rằng những cái giám đốc như là CDC Hải Dương đã bị khởi tố vì có nhận 30 tỷ cho đơn đặt hàng 150 tỷ. Chúng ta thấy là cái số này nó nhiều không, tính là bao nhiêu phần trăm. Và coi như là 30 là coi như là 1/5 lần, chúng ta thấy rất là lớn. 150 tỷ thôi mà được lại quả đó là coi như là 30 tỷ hàng, 30 tỷ đồng, kinh khủng. Họ giàu lên trong cái lúc mà đại dịch như thế này. Và có thể nói rằng á, là cái vụ mà CDC của, không phải là CDC, mà cái vụ mà khởi tố này có thể nói là người dân họ rất là thích. Chưa bao giờ đó, lúc đó thì trong những cái ngày tháng mà bị đại dịch thì nhiều người cũng đặt vấn đề rồi. Họ đặt vấn đề là có hay không cái sân sau sân trước, có hay không cái sự trục lợi, cái sự đầu cơ, có hay không cái sự làm ăn trong sáng của các cái doanh nghiệp mà được cho rằng họ sẽ làm từ thiện, họ làm là họ không có kinh doanh, họ không có lãi trong cái việc mà kinh doanh những cái vật tư y tế trong cái đại dịch này, rồi họ sẽ giúp cho chính quyền, giúp cho Bộ Y tế để mà nhập khẩu, rồi họ không có thu lợi và mua tận giá gốc đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ lòi ra là công ty Việt Á là một công ty có thể nói là họ đang có lợi rất là lớn, và cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phan Quốc Việt. Ông Phan Quốc Việt là người sáng lập và đồng thời là tổng giám đốc của công ty Việt Á, và là một ông rất là lớn trong cái ngành dược của Việt Nam. Dĩ nhiên rồi, không lớn làm sao mà được đặt cách, được gọi là chỉ định thầu. Tại sao người ta không chỉ định cho một cái doanh nghiệp khác mà chỉ định cho cái Việt Á? Thì đây là cái điều mà để cho cái lò gọi là chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng, của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiếp tục làm việc, và người ta thấy rằng tất cả mọi đường dây cần phải lần ra hết. Dĩ nhiên là cái quá trình điều tra nó cũng không phải là vội vàng được, nó sẽ có thời gian từ từ hơn, và từ từ thì cái khoai nó sẽ nhừ thôi, ai cũng hiểu được cái điều đó rồi. Trước đây cũng rất là nhiều các tập đoàn họ nghĩ rằng họ có thể qua mặt được, họ có thể là họ làm đủ thứ chuyện. Và trong cái đại dịch Covid-19, mặc dù mất 2 năm thôi, cũng đã quá nhiều những cái người nằm trong cái lĩnh vực y tế phải đi tù rồi, những cái người cung ứng thiết bị. Và người ta thấy khá nhiều các vụ án có cái sự cấu kết giữa những cái nhà cung cấp, tức là các công ty vật tư y tế, những cái công ty xuất nhập khẩu về y tế, các thiết bị, thuốc men, rồi cấu kết với những nhà quản lý trực tiếp giống như là các cái giám đốc bệnh viện.
Trong trường hợp ông Nguyễn Văn Tuấn chúng ta thấy rất là rõ, và nhiều giám đốc các cái bệnh viện khác nữa, viện mắt, đủ thứ chuyện. Thì tất cả những cái điều này đó nó cho thấy rằng trong cái thời đại học kinh tế thị trường, người ta vì rất là dễ mờ mắt vì cái đồng tiền. Đồng tiền thì ai cũng phải cần rồi, nhưng mà họ thấy họ đớp được là họ đớp, họ có thể đạp giò đạp cẳng với nhau được, họ có thể tạo ra một cái đường dây, một cái sự liên kết, và họ làm lũng đoạn cái xã hội về cái những cái điều đó. Là trong cái đại dịch thì chắc chắn một cái điều là tòa án họ xử rất là nặng. Luật pháp Việt Nam đã quy định rất là rõ rồi, lợi dụng thiên tai, lợi dụng dịch bệnh, lợi dụng chiến tranh, lợi dụng về những cái sự khó khăn, những cái sự mà thất bát mùa màng gì đó, đủ thứ chuyện. Mình có thể là đầu cơ trích tử, mình có thể làm trích trữ trong những cái điều kiện như vậy, và mình trục lợi bất chính trong những cái trường hợp đó, người ta không thể nào chấp nhận được. Tội ác nó sẽ chồng cái tội ác. Và quá trình mà chống Covid-19, người ta thấy ngay từ đầu đã sai phạm rồi. Những cái máy PCR, những cái thiết bị trước đây cũng vậy, nhập khẩu CDC Hà Nội chúng thấy vỡ ra một cái, quá nhiều, cả chục người phải đi tù, rồi toàn là những người có máu mặt không, và nhận định mua giá có thể là họ phết phẩy, rồi họ nâng khống, rồi họ làm đủ chuyện. Nhưng mà xin thưa rằng bây giờ là thời đại phẳng rồi, một cái máy nó có số hiệu, nó có những cái cách để mà nhận định ra cái sản phẩm đó, người ta tìm kiếm rất là nhanh. Và trên thế giới này chỉ cầm cái phone lên, người ta có thể là bằng mọi cách để mà liên lạc, bằng mọi cách để mà rà soát, và người ta biết ngay những cái giá đó, thậm chí là những cái máy móc tương tự nó bao nhiêu luôn. Không có việc gì mà có thể mà nâng lên nâng một chút thì ok, hoặc là có thể mà phết phải nó nhường lại cho mình một vài phần trăm gì đó tự nguyện thì cũng có thể chấp nhận được. Còn cái đằng này mà nâng lên 2-3 lần, hay là làm một cách nó rất là trơ trẽn, nó rất là lộ liễu như vậy, ăn mà gọi là ăn ăn tạp đó, ăn mà coi như không cần biết người khác làm thế nào, và họ lấy rất là nhiều. Có người thì cũng nhận định rằng là họ phải làm như vậy, họ phải ăn nhiều như vậy, bởi vì đâu phải lúc nào cũng có đại dịch đâu. Đây là cái mùa mà tự nhiên nó ập tới cho mình, và cái cơ hội làm giàu tới mà không lo làm giàu sẽ được. Với đã lại làm như vậy thì phải cúng rất là nhiều, mà cúng nhiều thì không nâng cao thì lấy gì cúng, rồi cúng mà lẽ là nâng lên một chút thì cúng hết rồi lấy cái gì ăn. Cho nên là cứ phải thôi, anh nhắm mắt cho tôi thì tôi làm mạnh tay một chút rồi vậy thôi, và che qua đậy lại các thứ, rồi có ai rờ tới thì nói tốt cho nhau, cứ như vậy. Và họ họ cùng nhau, họ hưởng lợi, đôi bạn cùng tiến, và họ làm giàu rất là nhanh chóng, và họ trục lợi, và họ đứng trên đầu trên cổ của những người khác. Có thể nói là cái bọn này là những cái bọn nó rất là dã man. Đây là cái điều mà phải lên án rất là nặng rồi. Và cơ quan điều tra cũng đã khởi tố những cái bị can khác, như là Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc của công ty Việt Á, rồi Hồ Thị Thanh Thảo là thủ quỹ công ty Việt Á, và nhiều người khác nữa. Nói chung là công ty Việt Á là công ty bị bắt gần như nguyên cái ekip của cái bộ phận quản lý. Còn liên quan đến các vụ án thì các bị can khác như là Phạm Duy Tuyến là giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật là CDC Hải Dương, rồi Nguyễn Mạnh Cường nguyên cái lớn trưởng là CDC Hải Dương, và cũng đã bị khởi tố. Có thể nói rằng bây giờ thì đã khám xét rất là nhiều các cái địa điểm, có thể là mấy chục cái địa điểm rồi, và nhiều tỉnh thành nữa. Cơ quan điều tra thì lúc đầu thì nói rằng là khám xét khẩn cấp ở 16 các cái địa điểm thuộc 8 tỉnh, nhưng mà chắc chắn là không thể dừng lại đó đâu, còn nhiều nữa, nhiều tỉnh thành khác lắm. Bởi vì với cái sự giới thiệu, rồi có sự mà tiếp cận, và cái công ty Việt Á này đã cung ứng cho rất là nhiều các cái tỉnh thành, nhiều các bệnh viện. Và lúc đầu thì người ta đang điều tra ở 16 cái địa 8 cái địa phương đó, là Hà Nội, là Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Long An, Bình Dương, Cần Thơ và Nghệ An, toàn là những cái nơi mà chúng ta thấy bùng phát rất là dữ dội đó, những cái nơi mà nó có cái số lượng người nhiễm rất là tăng. Và ai cũng hiểu được rằng nội mà như Thành phố Hồ Chí Minh không đó, mà cần cái bộ kit test là chúng ta đã hiểu được cái chuyện lớn như thế nào rồi. Hàng mấy chục triệu các cái bộ kit test như vậy họ bán vô tội vạ. Có bao giờ mà bình thường mà chúng ta mua một cái bộ kit test không? Ở Mỹ này họ kêu đi test á, mà gọi là miễn phí, rồi họ tự nguyện, thậm chí là đến họ còn cho vài ba cái viên kẹo nữa. Nhưng mà nhiều khi người ta cũng không làm, người ta cũng không muốn luôn. Còn ở Việt Nam thì có những cái sự vận động, thậm chí là có lúc là họ đến từng nhà lắm, họ rất là sốt sắng để mà lôi những cái người dân đi mà test. Thì những cái điều này lúc đầu ai cũng nghĩ rằng nó mang tính chất cần thiết,
đúng là trong dịch bệnh thì cần thiết mà làm để mà lọc, nhưng mà cách làm nó có nhiều cái hệ lụy lắm. Đến bây giờ thì tỉnh lại, đến bây giờ thì có cái lúc mà thời gian nó chống dịch mà nó xong rồi nó thế nào, người ta cũng phải có những cái buổi hay là có những cái sự mà xem xét lại có những cái điều đó đúng không. Khi mà đi lùa người ta đi test rồi, những cái bộ găng tay có thai hay không, cái quản lý cách làm việc của những nhân viên y tế nó có đúng hay không và nó có lây chéo hay không, rồi nó có cái việc mà an toàn hay không, tất cả những cái điều đó chúng ta đã thấy nó có những hệ lụy rồi và nhiều người bị nhiễm oan, có thể khẳng định như vậy luôn. Dĩ nhiên rằng trong cái lúc mà đại dịch thì người ta không có nói nhiều, và đến bây giờ thì sao, thì gần như là trong cái lúc mà đi hướng cực tả thì bây giờ đi theo hướng cực hữu, dễ dãi hơn, thoải mái hơn tí và để cho người dân tự nguyện hơn. Tại sao lúc đầu không làm như vậy để cho người ta thoải mái? Và đến bây giờ thì nói rằng là bị chích ngừa khá nhiều rồi, do đó thì cái việc mà test sẽ không cần thiết nữa. Nhưng mà rõ ràng chúng ta đã làm cho cái bọn này đó nó lợi dụng và nó đã trục lợi rất là lớn. Thì những cái việc mà cả nước á, hùng hục lên, cả nước lên đồng trong cái việc mà sử dụng cái bộ kit test, thì thử hỏi nó không làm giàu sao được, và bởi vì nó quá tham lam đi. Chứ nếu mà nó ít tham lam là một chút á, có lẽ là vụ án nó không bị phát hiện rồi, người ta chỉ ăn lời một chút thôi, ăn lời vừa phải thôi, thì nó đã không đánh đổi. Có thể nói rằng ông từ tháng 4 đó năm 2020 thì cái công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép lưu hành cho sản xuất cái sản phẩm kit test xét nghiệm COVID-19. Thì đến nay công ty Việt Á đã cung ứng cái kit test cho cái trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cái cơ sở y tế của 62 các cái tỉnh thành và thành phố trên cả nước. Trong đó thì với cái doanh thu gần 4.000 tỷ đồng kinh khủng, thì chúng ta thấy là chưa có một cái tập đoàn mà lớn nào ở trong Việt Nam trong cái thời điểm mà đại dịch COVID-19 mà có thể thu được một cái số tiền lên tới 4.000 tỷ Mỹ Kim, 4.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Thì đó là một cái số rất là kinh khủng, chúng ta không so sánh được với những cái đại công ty lớn như là Samsung hay là những cái tập đoàn lớn thôi. Chứ còn đối với những cái doanh nghiệp của Việt Nam mà nghe nói tới 4.000 tỷ thì đây là một con số quá hấp dẫn rồi, và nhất là đại dịch nữa, bao nhiêu người phải ở nhà. Thì trong cái lĩnh vực y tế này mà một cái cơ sở y tế bán cho 62 cái tỉnh thành luôn, phủ cấp phủ sóng cả nước luôn. Và có thể nói rằng ban đầu đó thì cơ quan công an cũng nhận định rằng lợi dụng cái tính cách bách về cái bộ kit test mà về COVID-19 của các cái địa phương, mà các cái sản phẩm này là danh mục được áp dụng cái hình thức chỉ định thầu, do nên là mang chất mà chỉ định thầu mang chất rút gọn nữa, tức làm rất là nhanh. Cho nên là Phan Quốc Việt giống như là được trúng số, công ty Việt Á giống như là tự động không muốn giàu cũng không được, không muốn có tiền cũng không được nữa, được như ịnh vào một cái cơ hội làm ăn nó quá béo bở như vậy. Cho nên rằng có thể nói rằng đã chủ động cung ứng các cái thiết bị vật tư y tế sinh phẩm trước cho các bệnh viện, các cái CD, các cái tỉnh thành phố sử dụng. Rồi sau đó đó thì cái ông Việt này á, là các công ty Việt Á mới thông đồng với lãnh đạo các cái đơn vị này để mà hợp thức hóa các cái hồ sơ chỉ định bằng cách là sử dụng các cái phương pháp nhân trong các cái hệ thống, trong cái hệ thống của các cái cơ quan đó, và đã lập các cái hồ sơ chào hàng giả, hào hàng các cái sản phẩm và xác định khống các cái giá để rồi cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất để mà trục lợi bất chính. Và đồng thời thì được giao cung ứng các thiết bị vật tư y tế tiêu thụ với số lượng lớn, thanh quyết toán theo giá của công ty Việt Á đề nghị. Phan Quốc Việt còn thỏa thuận thống nhất chi cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan đơn vị mua hàng với số tiền rất là lớn. Đây là cái tội hối lộ, cái tội đưa hối lộ. Nhưng mà trong cái quá trình điều tra đó, người ta cũng hy vọng rằng sẽ đem ra xét xử được những người ở cái tội mà đưa hối lộ, và những người nhận hối lộ đó mới là cái điều mà cần thiết. Chứ còn nếu như mà cái vụ án mà tới đây thì nó khui ra những cái địa phương khác, ví dụ cái tỉnh thành đi, CD một số cái CDC một số các cái địa phương mà họ chối, họ nói là chúng tôi không có nhận hết mà không tìm được thì cũng rất là tiếc. Thực tế thì cũng có những cái vụ án mà có người đưa hối lộ, có người môi giới hối lộ, nhưng mà không thể truy tố được người nhận hối lộ.
Và những cái điều này là một cái điều có thể nói làm nhức nhối trong những cái ngành công tác pháp luật, cái ngành truy tố xét xử. Bởi vì vẫn còn đó những cái sự nhẫn nhơ ngoài pháp luật của những kẻ đã nhúng chàm rồi, những kẻ mà tham quan vô lại, những cái kẻ ăn trên đầu trên cổ thiên hạ, và nó trục lợi bất chính, nó có cái số tiền rất là lớn, nhưng mà pháp luật không thể rờ nó được. Bởi vì sao? Không có đủ chứng cứ. Cái tiền anh đưa hối lộ cho tụi nó thì cũng là đứa dưới gầm bàn thôi, đưa mà trong cái lúc không có quay phim, không có người làm chứng, không có cái vấn đề gì hết, thì cái đồng tiền đó người ta không tìm ra được cái dấu vết của nó. Do đó đó rất là khó để mà truy tố. Cho nên có thể thấy rằng Phan Quốc Việt và công ty Việt Á đã nâng khống các cái thiết bị này rất là nhiều, và xác định nó, thí dụ như là cái chi phí vật liệu đưa vào cái đầu vào đó, và đưa vào thuyết minh cơ cấu giá, xác định giá bán là 470.000 đồng cho một cái bộ kit, và thỏa thuận là chi phần trăm cho cái hợp đồng cho các lãnh đạo bệnh viện CDC tỉnh, các thành phố cung cấp các cái sản phẩm này, và xác định rằng đó sai phạm của công ty Việt Á bán cái kit test COVID-19 cho CDC Hải Dương không thông qua 5 cái hợp đồng thôi đó, cũng đã là 151 tỷ đồng rồi. Và bị can Phan Quốc Việt đã chi tiền á, là chúng ta thấy rằng 30 tỷ đồng đó, thấy rất là rõ, chỉ có mỗi một cái Hải Dương thôi đã như vậy, và còn ở nhiều nơi khác nữa rất là nhiều. Từ từ thì nó sẽ chúng ta sẽ thấy lòi ra. Chắc chắn là Bộ Công an của Việt Nam sẽ rất là vất vả về cái vụ án này, có quá nhiều các cái công việc làm đi, bởi vì ai cũng hiểu được rằng để mà thu lại như thế này, cái số tiền nó quá lớn đi, để mà bán được, để mà dễ dãi mà nó thông qua hàng loạt đó, thì chắc chắn một cái điều rằng nó cần phải phải được điều tra rất là kỹ, chứ không thể nào để nó đơn giản như vậy. Và rất là mừng khi mà vụ án này được được phát hiện, và người ta thấy rằng trong cái mùa COVID-19 á, người ta nói nhiều về cái việc mà lùa người đi test, rồi bắt phải mua giá cao, rồi ai cũng phải bỏ tiền ra. Thậm chí bây giờ cũng có những cái tin là một số các doanh nghiệp họ đã phải ứng tiền ra, họ mua test cho nhân viên trong một số các cái trường hợp, thậm chí là có thông tin nó không biết là đúng hay sai, nhưng mà nói rằng là một số các cái doanh nghiệp hay là các cơ sở gì đó họ còn trừ lương của nhân viên vì đã sử dụng tiền của cơ quan để mà mua ứng trước, để mà mua những cái bộ test gì đó, thì những cái điều đó có đúng hay không. Và như vậy thì rất là tội cho những người lao động của Việt Nam, những cái người nằm trong cái hoàn cảnh như vậy vì cái đại dịch COVID-19 này, mà vì cái vấn đề mà thôi tự bảo vệ cho cái sức khỏe cho mình, mà họ đã không đi làm rồi, mất thu nhập rồi, mà lại còn phải bỏ chi tiêu một cái sản phẩm, lẽ ra cái sản phẩm anh sẽ phục vụ thì nhiều hơn, nhưng mà lại bị mua rất là đắt, mua rất là nhiều, và lại còn bị tiếp tay của những người nhân danh là hoạt động về vấn đề thầy thuốc cứu người nữa. Cái điều đó là cái điều không thể chấp nhận được, nhất là trong cái xã hội của Việt Nam đang phát triển và đang nói về một cái xã hội văn minh, công bằng, dân chủ và pháp luật kỷ cương đủ thứ chuyện hết, thì luật pháp phải được tôn trọng và phải có một sự công bằng, và mọi cái sự sai phạm phải được lôi ánh sáng. Những cái kẻ là đã làm giàu trong cái thời gian vừa qua một cách bất chính và lợi dụng cái đại dịch này để mà trục lợi thông qua những cái vật tư y tế, cái bộ kit test gì đó, và rất là nhiều thứ cần phải bị trừng trị. Đó là cái điều mà ai cũng mong muốn cả, và chúng ta tin tưởng rằng cái lò đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đó ngay trong thời điểm này quay qua cái bộ y tế là một điều rất là đúng đắn, là một cái điều rất là quan ngân và rất là kịp thời nữa. Bởi vì sau cái đại dịch COVID-19 phải chỉnh đốn ngay lập tức, bởi vì người dân họ nói đầy tai rồi, quá nhiều những cái sự sai phạm, và rõ ràng cái vụ án này là một cái vụ án điển hình. Vụ án này nó sẽ khơi mào ra cho rất nhiều các vụ án khác, chúng ta cũng hy vọng là nó sẽ như vậy. Dĩ nhiên là không ai muốn rằng là phải lôi người này người kia đi tù, nhưng mà luật pháp là phải công minh, người nào có tội là phải trừng, chứ không thể nói rằng nó được che chắn, được có cái thu lợi gì đó, nó rải tiền, nó rải thóc để đủ thứ chuyện hết, và nó bôi trơn thì người ta câm mõm hết, và pháp luật thì bất lực, không có làm gì được gì cái tụi này tụi kia tụi nọ. Thì những cái điều đó chúng ta chờ xem, và mong rằng những cái vụ án này sẽ được đem ra khởi tố và có những cái cáo trạng rất là sớm,
và các cáo trạng càng dài và lôi ra được nhiều người chừng nào càng tốt chừng đấy, đã ra tòa cho nó đông cho nó vui. Và các tỉnh thành, nhiều tỉnh thành mà có nhân viên á, mà hay là những cái ông quan này quan nọ mà đứng ở trong cái phiên tòa thì chúng ta thấy nó đa dạng hơn, nó vui hơn, nó thể hiện được rõ ràng rằng là cái đường dây này nó rất là kinh khủng và cho thấy rằng dưới ánh sáng của pháp luật mọi thứ đều khó mà có thể trốn tránh được. Đó mới là cái điều đáng mừng. Chứ còn mà họ cứ nhẫn nhơ thì một điều bất lợi rồi, một cái đó là những cái mà bất phúc, không có phúc, không phúc cho cái đất nước được. Đó là cái điều mà chúng ta cũng muốn nói ngày hôm nay, và chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này nữa khi mà có thêm những cái thông tin, thí dụ như là có những cái sự khởi tố mới rồi, có cái bản kết luận điều tra, hoặc là có những cái việc mở rộng điều tra gì đó, chúng ta sẽ cập nhật những thông tin đến các bạn. Rất là cảm ơn, và chúng ta sẽ trao đổi với nhau về nhiều cái khía cạnh liên quan đến những cái việc này. Rất là cảm ơn, xin kính chào.